Bạn ơi, chúng mình hãy
truyền chữ hết. Bây giờ chị có sẽ phát âm đầu tiên và chị truyền cho bạn tiếp theo. Bạn sẽ lần lượt truyền cho các bạn và chúng mình sẽ cùng phát âm nhé. Có. Kiểu gì nhỉ?
có đấy. Và chúng mình hãy nói lại một lần nữa nhé. Nào, chị mời tổ cái xem, bạn sẽ đứng dậy và nói lại nào. Chữ gì nhỉ?
Bây giờ để tất cả chúng mình cùng phát âm chính xác của chữ R, chị mời tất cả các em lên bốn mắt lên đây. Mắt xinh của chúng mình đâu? À, chúng mình hãy lắng nghe chị hướng dẫn các em cách phát âm nhé. Đối với chữ R thì chúng mình sẽ làm sao nhỉ? Đặt cung ở trên con cổ miệng và trên cung miệng cổ miệng và chúng mình sẽ đặt sau răng này. Và khi phát âm chúng mình sẽ bật hơi ra ngoài và hơi xuống lưỡi nhé. R. Trên bên phải, bên tay gì nhỉ? Bên tay phải. Chính
bây giờ chị sẽ thưởng cho chúng mình những trò chơi thú vị. Chúng mình có muốn chơi không?